nhân gen 4 K-pop đọ sắc tại tuần lễ thời trang thế giới. Hyein thoát danh đại sứ Điêu. Wonjung 19-10 với Junna, ăn đứt Momo. Giselle cân đồ đỉnh, thần thái tốt bất ngờ mặc kệ khuyết điểm chân thô. Ở gen 4 K-pop có sức trẻ, có sự tươi mới nhưng lại không nhiều thế mạnh ở lĩnh vực thời thượng, nơi cần khí chất do thời gian bồi đắp. Tuy nhiên, bằng những lý do nào đó mà gen 4 có không ít nữ idol bước được vào giới thời trang, trở thành khách mời của những tuần lễ thời trang đẳng cấp nhất thế giới. Vậy biểu hiện của họ ra sao? Cùng xem nhé. Hyein vừa xuất hiện tại show diễn của LV trong tuần lễ thời trang Paris với tư cách đại sứ xem show. Hyein lập tức gây chú ý và nhận về mưa lời khen nhờ khả năng cân đồ đỉnh, tỷ lệ cơ thể đẹp cùng khí chất rất nổi bật. Thậm chí khi đọ sắc bên những mỹ nhân đình đám phương Tây thì Hyein cũng chẳng kém cạnh chút nào. Ai có thể ngờ cô nàng mới chỉ 15 tuổi mà thôi, chiều cao 1m70 thực sự đã giúp Hyein tỏa sáng mọi nơi. New Jin vừa ra mắt không lâu đã nắm trong tay những danh phận đại sứ thương hiệu xa xỉ, nên luôn bị mỉa mai là đại sứ Điêu. Nhưng Hyein đang dần chứng minh mình thực sự có sắc vóc và khí chất thời thượng, xứng đáng với danh phận mình đang nắm giữ. Wonjung Miu Miu có thể nói là nhãn hàng dành cho K-pop, vì có khá nhiều mỹ nhân xứ Hàn cùng tới xem show tại tuần lễ thời trang Paris năm nay. Trong đó, Wonjung vẫn không lép vế khi so đọ cùng hai đàn chị Junna và Momo. Cô hoàn hảo phát huy hết khí chất của nàng tiểu thư xinh đẹp, yểu điệu khoe chân dài vạn người mê trong bộ váy ngắn. Ở sự kiện lần này, cả Wonjung và Momo đều diện bộ sưu tập xuân hè 2024, mỗi Junna chọn trang phục từ bộ sưu tập thu đông 2023. Khi đọ sắc cùng nhau thì rõ ràng Wonjung và Junna 19-10, mỗi Momo lại có vẻ lép vế hơn vì tạo hình không mấy nổi bật, cũng không quá phù hợp với cô nàng. Honey. Trong New Jeans còn một thành viên nữa cũng tham dự tuần lễ thời trang đợt này, đó chính là Honey. Cô nàng vừa xuất hiện đã khiến khán giả kinh ngạc vì sự thay đổi quá lớn. Honey khoe visual với mái tóc hime màu bạch kim nhìn bén hơn hẳn hình tượng đáng yêu thường ngày, kết hợp với kiểu trang điểm hồng ngọt ngào cũng khá hợp. Thế nhưng bộ trang phục thì lại phá nát hết cả ưu điểm, cô nàng mặc áo crop top khoe eo kết hợp chân váy đen. Nhìn phía trên thì như mỹ nữ 20 trẻ măng, nhìn xuống cái váy hệt như thời trang quý bà, mà điểm thất bại nhất chính là đôi giày cao gót đỏ đô lạc quẻ. Không biết stylist quên mang giày, chỉ có một đôi để đi nên đeo đại cho cô nàng hay gì. Tóm lại layout đi sự kiện thời trang mà chỉ xuất sắc mỗi tóc tai thì là thất bại rồi đó. Jujin. Jujin thực sự trở thành tâm điểm truyền thông ngay từ giây phút đầu tiên xuất hiện tại show diễn của Fendi. Cô nàng táo bạo cắt một mái tóc khác lạ, trang điểm đậm, mặc bộ trang phục ôm dáng khoe đường cong tuyệt đẹp. Từ chiều cao đến dáng người mảnh mai và nhan sắc đều gây ấn tượng mạnh vì đậm chất diễn viên và cực hợp thời trang. Tuy rằng cũng có ý kiến cho rằng cô mất đi sự tươi mới, trẻ trung đúng tuổi, nhưng thời trang chính là dám thay đổi, dám táo bạo, dám khác đi và cô nàng đã cân đẹp được hết. Sắc vóc đỉnh thế này, chẳng trách Jujin nhận đãi ngộ cực đỉnh, ngồi ngay hàng đầu, cạnh giám đốc của hãng luôn ấy. Giselle là cô gái duy nhất của aespa đi dự tuần lễ thời trang năm nay. Giselle đã khoe dáng trong chiếc váy nâu liền thân chất liệu da được cắt xẻ phá cách phối cùng giày mũi nhọn và hoa tai dài tinh tế. Tuy có chút khuyết điểm vì đôi chân thô nhưng nhờ thần thái tự tin trong mọi khoảnh khắc, đặc biệt là khi giao lưu với fan mà Giselle đã ghi điểm không ít. Trước đây người ta ít chú ý đến Giselle nhưng lần này thử thách với phong cách trưởng thành có phần sắc lạnh cộng với sự tự tin toát ra từ mọi khung hình, cô nàng đang lấy lại được sự quan tâm của giới mộ điệu.